Thúy Lễ kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Trước mặt mình đây là con đường để vào nhà bà cụ 93 tuổi. Thì trong những video mình quay bà cụ, nếu có gì sơ suất thì mong quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn thông cảm cho Thúy Lễ. Thúy Lễ xin mời cả nhà theo chân mình vào nhà bà cụ để nghe bà cụ nói chuyện ngày xưa cho cả nhà mình xem. Xin mời quý ông bà, cô chú. Làm gì vừa ăn thôi chứ mặn quá ăn không được á. Bà khía có thấy mặn quá. Dạ mặn. Mà họ đem gì họ rửa rồi cứ bắt dầu mỡ lên chiên ăn gì cái thịt đâu có. Dạ ăn tên vỏ không. Dạ kỹ quá. Dạ kỹ quá ăn vỏ không. Dạ chợ khóm nè mặn bê khía bán rồi chợ khóm. Chở dưa hấu, chở mía, chở khoai lang, chở khoai mì, ôi đủ thứ hết trơn á, đi chở. Mà bây giờ đi không được, khó đi, bây giờ ăn cướp nhiều quá. Dạ. Họ đói quá rồi, làm ăn cướp, bánh nghe. Dạ. Tôi hôm đó tôi đi với chuồng, tôi bị lần tôi tởn cha. Gì hả bà? Đi chuồng có hai mẹ con à, con nhỏ gã dưới đó. Nó thì nó không có biết bơi biết chèo gì, mình bơi cho nó ngồi. Chùa không có nước khô queo, có cái mùi đâu mẹ tưởng đâu ghé không mấy cái chòm nhà đó đặng nào mình nghỉ mình câu cá có cần câu kìa nè một bó kìa. Dạ dạ một bó cần câu á. Dạ cần câu lữ câu có hết nhiều lắm. Dạ câu trúng lắm. Ăn không hết đâu. Dạ. Nói vậy nói đây mình ghé cái chòm nhà đây mình đậu ở dưới sông mình câu cá mình kho nấu ăn. Đâu mẹ lát nữa bơi đi, lát nữa bơi đi cái thằng đó nó chở một con vợ với đứa con với thằng chồng đó nó ra ngoài sông cái, nó ra sông cái mình mé cầu nó đậu ra. Rồi tôi hỏi mà tôi để ý, tôi hỏi chú ơi, chú ở đây chú làm cái gì, chú văn lý hay làm gì hai chài. Nó trả lời với mình vậy là không có văn lý, không có chài, không có mần gì hết. Rồi cô biết hả làm gì không? Ăn cướp. Dạ bà. Hả? Trời ơi nó quánh ghê. Dạ đi có con vợ có con nít người ta không nghi là không nghi. Nó lên ghe rồi thì nó liều mạng nó chết nữa. Nó giết mình. Dạ. Rồi thì móc túi lấy chìa khóa coi mở coi gì đó tiền đâu lấy hết. Còn người thì bỏ ghe đó cho nó trôi đâu trôi kệ mẹ nó. Dạ. Rồi nó qua xuồng. Dạ. Nó ghê thế bà. Trời ơi ăn cướp hay vậy tôi sợ quá. Nó tôi nghi bụng vậy cái lát nữa tôi đi lát nữa tôi bơi đi nó thấy tôi bơi bằng ở đây đi ra ngoài cái đường nó bơi giết theo. Được đã mời giết chết đã lấy xuồng. Dạ. Trời đất ơi tôi quảng hồn cha tôi bơi cha nó đuối tay hết mà cũng gắng bơi lẹ lẹ giết gặp cái mương đó chung vô nấp trong đó chung vô cái mương nhà của người ta. Dạ. Dây cái đít chuồng ra cũng như là chuồng ta đậu giống nó đâu có biết. Dạ. Rồi tôi thấy nó bơi qua cái mặt kìa. Trời kiếm chuồng nó qua mình đừng có ló mặt ra trốn rồi. Nó thấy mặt là biết. Dạ. Trời ơi, bị cái chuồng của nó, chở vợ con nó, cái chuồng nhỏ xíu à. Dạ. Giờ lấy cái chuồng đó, hiểu không? Dạ. Nó giết, xong cái nó bỏ. Dạ, thấy ghê hả bà? Có gì, thì mình đừng bà, còn đừng ông thì người ta còn quánh lộn nữa, còn như đừng bà để bóp con. Dạ. Nghe không, chết rồi. Dạ. Bóp vừa mẹ vừa con chết, bỏ xong. Dạ. Lấy chuồng, chứ rồi tôi sợ quá bởi vì tôi tính không là ông này ở với ông nhăn khó tôi chạy vô mà về xong mẹ chạy vô mở kiếm coi có ai bán chuồng tôi mua có tiền tôi mua tôi bỏ ông ở đây tôi đi không thấy gì mà ông cũng khó lắm khó tiền nó nói gì dài hao. Dạ. Hồi đó nấu người xô hao dầu quá hồi xô hao lắm nửa lít có hai ba ngày hết biểu ổng đưa tiền cháu ổng cho tiền nó nuôi tiền rồi biểu ổng đưa tiền mua dầu
Ông nói gì đâu, mới mua hôm qua hôm kia về đây này hết rồi. Tôi nói còn, mà nó ở trong đó ít, nó không có được. Yeah. Chứ không phải như bếp ga. Nó cái rồi viết cái ổng nhăn nhăn nhăn, tôi đi cho mở tôi mua chiếc xuồng. Ra mở chiếc xuồng, đó người ta chét rồi, lấp giò rồi. Mà tôi hỏi cây gì. Bà đó bà nói cây me nước. Me nước dở lắm. Dạ. Sao à, nó mới chắc mà sao không có. Dạ. Bà chét bà nói chị mua đi, tôi bán chị 200. Sẵn khô ráo rồi bỏ xuống cái đi được à. Rồi tôi thôi, tôi làm bộ tôi chê không mua. Đi về cái không thẳng tôi đi Hồng Ngự lên trên xin sâm ông. Rồi hỏi sâm ông cho con sắm ghe sắm chuồng, con đi dưới sông con câu cá rồi bán có tiền ăn được không? Ông nhắm coi được không? Lắc xong xin nhờ ông từ ông bà. Ông nói sâm này á, quẻ này á thì không có đi xuồng ghe được, đi có hại. Ôi tôi sợ thấy mẹ tôi nữa. Yeah. Nghe nói sợ. Vì không có dám nói ổng đâu, đến thinh. Yeah. Chứ phải nói ổng đó, phải chết đi, đi đi. Chết. Dạ. Yeah. Nó giết dễ chết chứ. Dạ. Yeah. Người mình bớt họng chết tôi có gì. Dạ. Yeah. Ai nè, nói vậy nữa nè. Ông chồng tôi đó, cái hình đó, còn đó. Ổng là lính, mà ổng trung quý. Rồi, nói về cái quên đi. Nói gì đâu chứ quên. Quên mất tiêu. Yeah. Nghe đằng đó đó. Cô đi qua lại con thấy đó. Yeah. Giờ mua đất rồi, tất cả nhà từ. Trả nó đất rồi lại. Yeah. Một năm 1 triệu. Bây giờ tôi lại đây rồi tôi mướn. Ta cũng cho mướn. Mà không. Không có tiền đâu. Yeah. Một năm 1 triệu. Chứ hồ làng là ở đằng đó 5 triệu hả bà? Một năm 1 triệu. Rồi tiền đèn, tiền nước thì... thì chủ nhà chịu. Ồ, oh, dạ. Yeah. Không có tiền đâu. Dạ. Yeah. Ở đây tôi biểu vô đèn rồi đi. Nó không có tiền. Nó nhiêu dữ hả? Không có đâu. Bao nhiêu giờ tôi cũng không có thôi. Dạ. Yeah. Bây giờ lớn tuổi rồi. Tiền ở đâu mà. Tới tháng đóng ngoài á. Dạ. Tiền đen. Có nay đen trời. Dạ. Yeah. Trời nắng gắt á. Rồi tối sáng. Sáng rồi. Sáng hồi thôi. Rồi chỗ này. Lua cầm. Ồ, dạ. Hết điện. Hết điện. Ừ. Nó đâu có cầm nhiều đâu, nó cầm vài tiếng à. Có ông đạo giống mà không biết có hay không, không biết. Đó. Chắc nó thường. Là bà nghe kinh hả bà? Để bà nghe kinh hả? Nghe kinh giảng hả bà? Cái ông này ông giả người khùng mà, ông Phật. À. Có nghe không? Không, con không nghe câu chuyện đó. Bà kể đi bà. Ở đâu rồi tôi không biết. Tôi cất... bà nghe rồi, bà nhớ không? Ở nhà không nhớ mà được nghe chịu lắm, hay lắm. Dạ. Ông Phật mà ông nói ông là khùng, ông đi giảng dân. Dạ. Đi chèo ghe đưa đò, rồi ông nói cái ghe thì nó chật quá, ở trong mui đó là Phật ngồi trong á. Rồi ông nói thôi chú ngồi đây là ông chèo rồi ngồi đây nè. Dạ. Nó, dạ. Nó nói thằng đó nói vậy nè. Trong môi con dòm thấy trống mà khô, mát. Tiền con cũng có đủ trả cho ông. Cho con vô ngồi đó cho mát. Nó vô, bước vô, học máu. Chà chà. Cái ổng mà Phật, ổng biến mất luôn. Oh, yeah. Ghe cũng mất, mà người cũng mất. Yeah. Người mất. Đó, hay vậy đó. Ông Phật mà. Người ta nói chèo ghe mà chèo quế mà chèo bay đi nước ngược mà. Yeah. Chèo bay rồi ổng nói người nhà xuống bến dòm thấy nó ông này không biết ông gì mà ghe thì đi nước ngược mà chèo vậy bay ổng nói chèo quế. Yeah. Rồi tôi hỏi thằng nhỏ quay phim nè biết chèo quế không, nói nó không. Yeah. Rồi nói chèo quế là người quế chèo. Oh, yeah. Chèo dữ lắm. Yeah. Bộ cái sợi dây lưng quần mà. Yeah. Cái bản da vậy nè, bản bự vậy nè mà hai sợi, một sợi xanh sợi trắng. Yeah. Nó buộc ngang đây thòng hết đó nè, nó chèo rồi cái sợi dây nè đưa tầng đây nè. Yeah. Rồi quế vậy đó. Yeah. Còn cái đầu thì dấn trắc dấn bằng giải nhung. Yeah.
Giải Nhung. Bà kể cái câu chuyện đó giống như là Đức Thầy á, Đức Thầy giả dạng là người chèo 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 xuồng á, hay là ông Phật. Dạ, mà Đức Thầy không là biết Phật. Người ta nói xài chi cái đồ khùng, nó không phải à. Dạ. Để ai nói ra rồi nói chết. Dạ. Nói chết à. Dạ. Không phải ông Phật à. Ông nói ông hồi đó là ông giàu sang lắm. Giàu sang tột bực. Dạ. Mà nghĩ si chuyện giàu sang cũng không màng. Lên trên non tu hành. Bửu ông. Dạ. Là ông sư. Dạ. Ông sư ông dạy. Hay lắm. Dạ. Mà không biết tôi có cái đâu rồi. Cùng cái này còn cái thẻ đã còn chồng có chút vậy lấy rồi hôm tết rồi tôi nó đưa nó trả rồi nó sạc rồi nó đi ông trả lại lần rồi tôi hát tới tôi hát thử không có nó nhét cái khác dạ cái nó nói gì không biết không hay ho gì hết tôi trả ra rồi nó lấy lại đi biểu nó lấy lại rồi giờ tôi lấy vào biểu nó mượn nó lấy pin ra nè này nè nè pin nè đó dạ đó, đó. Dạ để ra sợ nó chảy nước dạ để chống rồi mình không có sạc này nè dạ nó chảy nước nó hư nó hư chảy dạ. Nước nó hư đó. Dạ đó. Ừ. Bên là bên đồng hồ dạ đồng hồ đó một cái để sáng đội đi quét bụi quá trang dạ bà kỹ lắm vô để chân thành dẫn cho nó khô mà hôi kỹ đồ đạc ngăn nắp cái này đi chợ cái này không có ngọt cái này vừa vừa còn cái đó không có mày ngọt cái đó dày quá cái đó nó dễ không mớp với nó mớp. Dày quá đó bà nó dày quá nó ngọt này không có dạ làm cái hình cái thằng nhỏ đội nón tôi ghét xé bỏ đi này được rồi dạ à, tôi nghe trong đài nói nè cái này mà mai giả là bị phạt dạ mai giả mai mai bỏng lét à con không biết giả chắc là sao đâu. Không biết sao cái nữa cái thứ nó làm như cái giỏng á dạ chắc cái đâu phải cái này là mới là đúng là bà cái khẩu trang cái ta được. Thường thường ta kêu mình xài cái khẩu trang y tế này nè cái này tôi sợ nè nó nói cái đó cái này là đúng nè hả người ta kêu mình xài cái này là đúng nè bà cái này có ngộ không không bà không cái... không ngộ mà tôi nghe nói là nó chì cái giả dạ nó nói ra cái này không có ngợp cái này nó nhẹ lắm nó mỏng nó thoải mái lắm chứ bà bịch cái miếng vải kia là nó ngợp á chờ bị phạt á nó nói á dạ cái này bà mang đi chợ được nó nói khổ gian mà mai giả là phạt dạ là chắc là nó không chắc lượng á sợ mình mang mà nó lây nó mình không có hai lớp ba lớp á dạ nó vô bụi nó vô còn cái này không có vi phẩm nó vô dạ 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 không có bụi mà được không có ngọt dạ để đi chợ bà tại sao mà đàn bà tới tháng người ta không cho mình gọi đầu á bà hả đàn bà tới tháng hình như không có cho mình gọi đầu đúng không bà ngày xưa á đàn bà tới tháng là ông bà không có cho mình gọi đầu được phải không bà là sao hả bà cái tay dơ gội rồi dò trên đầu vậy hả bà mình giặt đầu chứ tức là như vậy bà nội tôi bà kỹ lắm muốn giặt đồ dơ có cái thao giặt đào cái lỗ đốt nhang giấy ai ở dưới đi chỗ khác đổ đồ dơ bà nội chứ mà bà kỹ lắm mà bà chết bị chặt đầu phải xin chặt ở đầu sao vậy bà hai thằng con chú tám tôi với chú sáu đi theo Việt Minh Việt Cộng à theo bỏ nhà để cho bà già ổng thì chết lâu rồi bà già với đứa cháu cháu và con của người thứ sáu nhỏ đó cũng coi được lắm đẹp lắm rồi hai bà cháu ở nhà coi nhà để ông ta không bắt không có con trai ở nhà bắt bà đem giam cái dồn á
Dạ. Cái vùng bây giờ đặt bình minh. Dạ. Đó đó. Mới đặt lợi hết à. Bởi vậy ông đạo này ông nói cái gì cũng đổi đó. Đổi cùng, đổi bãi đó. Dạ. Dạ. Đổi hòn Hà Tiên. Đổi. Dạ. Rồi mấy ông đổi chứ ai đổi. Dạ. Chứ Phật trời đâu có đổi. Dạ. Rồi bắt bà giam. Giam lâu lắm. Giam cũng mười năm, mười mấy năm mà. Rồi cũng cho ăn cơm rồi vậy. Rồi lâu quá cái rồi bác dẫn bà ra. Ở trong khám bác dẫn bà ra. Mà chắc có bịt mắt. Chứ không lẽ không có. Nó đem cây gươm. À. Dắt ra cái biểu bà gục cái đầu xuống. Là ra ngoài bến tàu á. Bến tàu. Hồi đó bến tàu. Nó gục cái đầu xuống. Chặt hả? Chặt xíu. Đứt ngọt. Đứt cái bịch. Trời ơi. Rồi cứ đạp cái mình yêu xong xong. Cái đầu đá xong xong. Giặt bỏ. Đó. Rồi cái tới chiều. Cái mơi này dắt ra. Tới chiều cái nhỏ. Nó khóc nó đòi. Nó nói mấy ông ơi sao không lên trả bà nội nó cho nó. Cái mấy ông nói bà nội mày á. Ta giết chết rồi. Còn mày mày nó muốn đợi bà nội. Ta đem mày ra. Ta giết luôn. Nhỏ sợ quảng hồn. Không dám khóc. Không dám đợi. Dạ. Rồi cái nuôi xem ít năm nữa. Nó kêu điện. Có điện nè. Nó kêu nó nói con của ai đó. Thì ra chuột. Đi cho chuột. Nó cho chuột. Nó chuột 50. Mà 50 rồi rất nhiều lắm. Dạ. Hồi đó bị xài có nửa hồng chu. Nửa hồng chu á. Dạ. Xài ra 50 nhiều lắm. Rồi chuột về mà. Cha mẹ nó đâu có chuột. Mượn người ta. Yeah. Mướn người ta. Dạ. Yeah. Làm lại chuột 50. Đem về nó nói mới nghe chứ tôi đâu có biết. Dạ. Yeah. Nó nói bà nội giết chết rồi. Chui xong. Cho nó chui. Cái đầu nơi của mình nhà. Thời thời ngày xưa còn chiến hòa, tranh ghê quá ha. Hòa hảo đó. Hòa hảo dạy dặt. Hòa hảo này hòa hảo tu. Dạ. Yeah. Bởi vì hồi đó tôi về đây. Tôi ở đây tôi nghe nói hòa hảo tôi sợ quá. Mình ra nói hòa hảo này không có. Ở tu để làm phước. Dạ. Nhà hư đồ ta khắc á. Dạ, hỏi từ thiện đó bà. Bên hòa hảo đó. Dạ. Video đến đây Thi Liễu xin kết thúc. Thi Liễu chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ. Xin cảm ơn.